Châu vật kỳ một của đầu lầu một, do đô vô thế sao quân đội có đỏ giữ, đô hoàng đức hùng yên phong cố tranh theo, hai đô vào sơ sói. Hai đô nghe lệnh trọng tài chống xe đài. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Chúng tôi xin giới thiệu đây là keo vật kỳ một của đầu lầu một, do đô vô thế sao quân đội khố đỏ giữ, đô hoàng đức hùng yên phong xanh theo. Hai đô vào sân sói nghe công bố kết quả keo vật vừa qua. Keo vật đây là keo vật kỳ một của giải nhất năm, do đô cô thế sao quân đội khố đỏ giữ, đô Lê Văn Hải bộ công an khố thanh theo, hai đô vào sân sói. Hai đô kiên lệnh chập tài chống xe đài. Đây là kêu vật kỳ một của giải nhất. Đô khô thế sao quân đội khô đỏ giữ, gặp Lê Văn Hải bộ công an thay theo. Sau kêu vật này xin mời hai đô lèo 500.000 đồng là Mộ Nguyễn Quang Tuyến Hà Tây. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Sau kêu vật này lèo 500.000 đồng hai đô Nguyễn Quang Tuyến Hà Tây khố đỏ gặp Kiêm Tình Cảnh Yên Phong khố xanh. Hai đô chuẩn bị trang phục. Hai đô vào sân sói. Giải nhì hiện nay đô vô thành chất đã giữ, xin mời các đô vào theo dõi. Hiện nay giải nhì Ngô Thành Tân đã giữ ở Vĩnh Phúc.
mời các con tiếp tục vào xin theo để nghỉ thôi. Hai đô và sân sói trận đấu tiếp tục. Kỳ 2 của giải nhất do Đô Ngô Thế Sao quân đội khố đỏ nhất thắng. Đô Nguyễn Tân Dũng đồng anh khố xanh theo hai đô vào giữa sân. Hai đô nghe lệnh trọng tài chống xe đài. Cao vật kỳ 2 của giải nhất. Đô Ngô Thế Sao quân đội khố đỏ nhất thắng gặp Đô Nguyễn Tân Dũng ở Đông Anh khố xanh theo. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Thank you.
gì nữa không? Giải nhất vừa qua, cô vô thế sao quân đội khổ đỏ nhắc nhở.